hay đến từ Louis Destriac. Dân như hôm đã nói, chỉ cần một chút sơ sẩy thôi, chỉ cần một chút lơ là thôi là mọi chuyện đã thay đổi. Và hôm nay thì đội thành phố Hồ Chí Minh đã phạm phải sai lầm như thế này. Sẽ về đến đích và họ vẫn đang tiếp tục nạp tốc độ lên rất cao. Cái hay của Rikunov khi mà tấn công xé ra được tốp đầu đó là canh vừa nhịp Igor. Quay này thì chúng ta thấy là khoảng cách của hai tay đua ở phía đầu với nhóm đồng phía sau là không còn xa. Igor Frolov là người đang kéo đoàn đông để thu ngắn khoảng cách. Tay đua của Đồng Nai đang tăng tốc ở nhóm. Louis Destriac đã nhấn bàn đạp. Louis Destriac đang là người có được lợi thế nhiều hơn. Rikunov cũng đang rất nỗ lực. Cuộc cạnh tranh rất hấp dẫn và Louis Destriac đã không thể. Qua tình huống vừa rồi thì như Hưng đã nói rằng hôm nay chúng ta